tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha. Gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Cha dấu yêu, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàn cực khổ cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm trong lành, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, con ơi chớ bao giờ dối gian. Ai tiếng ngày mãi tay trắng tay. Dạo cảnh mộng mộng tan rồi, cười dở mộng hết mê say. Cảm nhận ý thơ từng phút từng giờ, tóc tôi biến đổi. Hòa quyện với tiếng đàn tôi ca bài giọng cô gửi khách trần ai đang cùng tôi đi trong biển khô. Châu cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tiền cô không gặp bờ kính ngã bầy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra Châu? Cửa trường xuân cô đã khép từ hôm nào tôi ra tôi kêu bóng tầng dưới ghe lên xuống rẫy. Dùng bùng đá tắm dột hồ hôi và đôi cô sao rung văn tặng vô lành buồn gì đó. Bỗng vang lên những tiếng nguyệt cầm như gợi lại lòng tôi một nỗi buồn xa thắm. Cả đời lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau tôi sắp sửa tôi nghe cô còn đứng trên bên dặn dò kỹ lưỡng. Khi tôi quay bước thì chiếc áo không hường đã khuất dạng sau mấy lục ca. Cô không biết đâu tôi đã lấy nó mắt vì sợ bạn quan thiên hạ họ về tôi là một gã si tình. Kỷ niệm một chuyến đi xem những cái việc Mà có Hà Như nữa, nhưng mà Hà Như bị cảm than tiếng cho nên là Lê Tứ đại diện cho Hà Như luôn đó, gửi tặng cho anh hai nha. Kính thưa gia đình, kính thưa tất cả các cô chú các anh chị trong viên Phan Quyến, phải nói là Lê Tứ rất là bất ngờ nhận được tin là anh Châu qua đời. Đối với anh em nghệ sĩ thì ngay cả Lê Tứ hay bất cứ anh em nghệ sĩ nào cũng đều thương mến anh Châu, bởi vì anh Châu luôn luôn gần gũi anh em nghệ sĩ và anh Châu rất là dễ thương và thương anh em nghệ sĩ lắm. Đệ Tứ nhớ mãi mỗi khi mà Đệ Tứ gặp được anh Châu đi xem một chương trình nào hay là gặp anh Châu bất cứ ở đâu, anh Châu hay cho Đệ Tứ một viên kẹo. Anh Châu lúc nào cũng có kẹo trong người. Hôm nay anh qua đời thì Đệ Tứ cũng như tất cả anh em nghệ sĩ đến đây tức là để thắp nén nhang chia buồn với anh. Và đương nhiên là chị Quyền Anh giới thiệu thì Lê Tứ cũng bài hát một bài để gửi đến cho hương hồn của anh về đang nghỉ cuối cùng, cũng như để phục vụ đến cho Lê Tứ ơi. Em nói mà làm chị phải rơi nước mắt, nhưng mà còn thiếu nữa là anh Châu thường mỗi một mùa xuân anh Châu gửi tặng một cái quyển lịch phải không em, lịch cầm tay. Đúng rồi, em cũng còn một cái cuốn quyển đó. Phải nói đến hôm nay rất là xúc động. Xin chia buồn với gia đình và hát một bài để hương hồn anh về đang nghỉ cuối cùng để tặng cho anh cùng tất cả bà con cô bác và các anh chị. Đệ Tứ sẽ hát một bài giọng cổ của soạn giả Diễm Châu, đó là bài giọng cổ Tăng Quỳnh Khóc Bà. Hãy subscribe Cô chú anh chị có gì thì cũng tha bỏ qua cho. Để tiếp tục chương trình thì Lê Tứ và Hà Như sẽ hát cho Châu cũng như tất cả bà cô bác và anh chị mình ở đây một lớp dụng cụ được trích đoạn trong một ca cảnh cải lương của tác giả Diễm Châu nữa, đó là trích đoạn được mang tên Đi Cô và Chiến Sĩ. Ai là sẽ không nghe được tiếng khóc mà chưa chùa nào đồng dẫn tiếng ngân nga. Đây là đâu? Tại sao nó mắt của ta lại u tối một màu để ăn đau? Xin người hãy đồng ý tình duyên là kìa, ta vừa nghe được tiếng của người quen. Ai đó? Người là một ý cô. Người có thấy nào cho tôi biết cô phân tâm thứ ngày sắc chân của tôi là diệu hành? Không không, tôi không hỏi pháp danh của một kẻ tôi hành. Sớm chiều kể anh, nhưng tôi muốn tôi đã lại che nước mắt tôi? Tại sao người ta lại che nước mắt tôi, không cho tôi thấy nhung nhớ ngày cô? Có phải ruột của tôi đang nghiêng ngào nức nở và đang rơi những giọt sầu trên đôi má của tôi chăng? Anh ơi Dũng, tôi là em cô đón nở lấy cha trang buổi trước. Kim Phượng, lúc nào anh Châu cũng bắt Hải kêu bằng anh Châu cho cái chuyện rồi. Anh Châu Hải Trân Châu nghe bài trích đoạn trong vở tuồng Trà Ba Lý. Hơn nữa Lý ơi, rồi đấy chiều má sẽ nàng về đất qua những bình nguyên đau đớn ôi lòng nghe đèn đau mấy ta nhau nhầm chân tình khắc ghi lời cả câu ấy qua một lần này. Chuyện tình dạng kỳ nhưng không thể nào lay chuyện được giả hôn quân đi từng giọt máu trao tuôn máu trong tim tôi dâng cao niềm hạnh quang bằng lòng ơi đừng lo cho tôi không còn ảnh trắng tôi dâng tới vườn ảo sắc đang mong tâm mà bẻ cánh qua đau ôi ơi đâu phải máu tuôn rơi mà lẽ chuyện cái sức mạnh mà để nó bệnh bù quan hiền ơi cùng ông đang con tay một con đò ngăn dở dùng bên trong buồn tôi sẽ ra đi và rời khỏi nơi đây mà sau này trên những chặng đường phát triển của không những cải lương, kịch nói, ca nhạc, thời trang vân vân, anh Châu say mê với cái máy ảnh của mình và đi khắp mọi nơi để giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của các nghệ sĩ. Và đôi khi người nghệ sĩ đó không biết là mình có những khoảnh khắc như vậy thì gặp anh Châu để bắt gặp những tấm ảnh thật là khó quên. Hôm nay ngày cuối cùng rồi, chúng ta sẽ chia tay với một người nghệ sĩ nhiếp ảnh sân khấu rất là tuyệt vời. Tình cảm yêu thương của quý vị đã tự thể hiện trong những phút giây ngắn ngủi mà chắc bà con ở đây cũng chứng kiến mấy ngày nay là những giây phút vừa rồi. Ai cũng dành tất cả tình yêu thương cho anh Châu. Anh Châu đã cống hiến một đời cho nghệ thuật. Anh không có nghĩ tới bản thân mình, chỉ nghĩ đến người khác. Gặp ảnh, bao giờ anh cũng có một viên kẹo, bao giờ cũng một cái gì đó, một cái cuốn lịch nho nhỏ rất là dễ thương. Và đó là cái tình cảm của anh dành cho những người làm nghệ sân khấu. Và điều đó thì nó là cái bài học cho mỗi chúng ta trong cuộc đời. Tình yêu thương không bao giờ thiếu, tình yêu thương lúc nào cũng cần, và bất kỳ ở nơi đâu và làm công việc gì. Xin được chúc hương hồn của anh được bình an và sẽ được siêu thoát. Xin chia tay cùng anh ở đây, nhưng có lẽ trên những chặng đường tiếp theo của cuộc đời chúng ta cũng có anh bên cạnh, bởi vì anh là anh lớn, là tấm gương của tất cả chúng tôi. Trước khi chia tay anh thì dành tặng quý vị và mọi người có mặt hôm nay một cuốn sách của Thanh Bạch được mang tên Thanh Bạch Magic Book, dịch sang tiếng Việt là sách ảo thuật của Thanh Bạch.